Sợi, sợi, diện chưa, phấn khởi chưa, phê chưa các bác ơi. Xin kính mời có là các cụ này, các bà này, các ông này, đó, các bác này, các chị này, các em này, các anh này, đó, tầm tuổi Thanh Hương này, lớn tuổi hơn Thanh Hương này, và kể cả thậm chí là ít tuổi Thanh Hương. Bởi vì ngày hôm nay ấy, mà không có quay, không có review thì cảm thấy là nó phí quá. Em nói thật, trước khi mà đi vào cái video ngày hôm nay thì em phải xin lỗi các salon tóc. Cái này là không phải là mình muốn dìm hàng gì nhau đâu, không có ý định dìm hàng. Nhưng em phải nói một điều, là phải nhấn mạnh một điều là như này: nếu như có hai em này trong tay, đúng là cả cuộc đời không bao giờ phải đi ra salon tóc. Tại vì sao? Tại vì giờ tóc đẹp như thế này rồi mà mình có thể tự làm tại nhà được thì đâu có cần phải đi ra salon, đúng không ạ? Đó, em vừa mới gội xong bằng cái dầu gội phủ bạc tóc. Tức là sao? Phủ toàn bộ bạc tóc. Một là nó chuyển sang màu đen, là với cái hộp màu đen này. Hai là nó chuyển sang cái màu nâu tự nhiên, chính là tóc em đây, là cái hộp này. Và mua hai cái hộp này thì nói thật với các bác già trẻ, lớn bé trai gái, là không cần phải đi ra salon tóc. Đi ra salon tóc thì vớ vẩn cũng phải vài trăm nghìn một lần. Phủ bạc, ví dụ ở quê thì rẻ thì cũng phải 100-200, đó ví dụ là cái hàng là best nhất rồi, đúng không ạ? Nhưng mà có cái hộp này thì các bác phủ có là mười mấy 20 lần mà phủ được tại nhà, spa cho tóc tại nhà mà không cần phải đi ra spa, cho nó mất thời gian, cho nó lích kích, cho nó tốn kém ra, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm đủ mọi thứ luôn. Đó, thì cái đợt vừa rồi đi quay á, là em có quay với mấy bác lớn tuổi, bác nói là Hương ơi, Hương nhuộm tóc ở đâu mà sao đẹp thế? Tại vì này em nhuộm xong cái mà nó đây này, nhìn này, trải này, trải nó vẫn còn suôn mượt ra như này, chứ nó không có bị khô. Thế xong các bác hỏi là phủ ở đâu, tại vì nhiều khi là mình đi nhuộm mà nó bị khô tóc lắm, là do cái dầu nhuộm hoặc là những cái thuốc nhuộm nó không có tốt. Thế thì bây giờ em sẽ chia sẻ cho mọi người cái này nha. Đó, thì ai quan tâm thì có thể vô ngay cái clip của em ngày hôm nay và mua ngay khẩn trương đi, bởi vì em nói thật, nếu mà không mua thì phí cả cuộc đời. Em này á, nhuộm lên màu nó đẹp hơn salon tóc luôn, em nói thật, tại vì nó tự nhiên vô cùng. Cái này nó là thương hiệu Shin Hair nha các cụ nha, các ông các bà nha. Shin Hair, thương hiệu phủ bạc 100% dành cho tóc. Đó, thương hiệu tên là Shin Hair, dầu gội thảo dược, nó không phải là thuốc nhuộm mà nó là dầu gội. Nó đơn giản tới mức độ là chỉ cần gội đầu là nó phủ bạc được 100% rồi. Nó chuyển sang một cái tông màu rất tự nhiên, nâu nâu như thế này rồi, chứ không có cần là phải có là bôi thuốc nhuộm mà sợ nó bị hỏng tóc, nó dính vào da đầu. Cái này 100% không kích ứng gì trên cái da đầu của mình, không bám vào cái da tay mình, bóp biếc các thứ mình gãi thoải mái luôn. Nó không dính vào da tay, nó không dính vào da đầu, và 100% là không kích ứng cho da đầu, bởi vì cái thành phần chính của nó là nhân sâm Nhật Bản. Đấy, đây em khoe luôn. Nhìn thấy gì đấy không ạ? Nhìn cái củ sâm đấy không ạ? Sâm thì các bác biết rồi đúng không ạ? Có những cái củ có là rẻ đến vài triệu, đắt vài trăm triệu, thậm chí có những củ sâm quý hiếm hàng tiền tỷ cũng không mua được. Thì đây, các bác dùng cái dầu gội này là các bác đang được gội sâm vào đầu, đổ ụp cả sâm vào đầu luôn. Mà cái sâm nó tốt tới mức độ như nào bác quá biết rồi. Sâm ăn vào người thì khỏe da, đúng không ạ? Cần tăng dân số, mấu chốt tình yêu. Sâm ăn vào người thì có là tránh được lão hóa cho chị em, đúng không ạ? Trẻ da đến tầm chục tuổi. Thì bây giờ khi mình lấy sâm này mình gội vào cái da đầu, gội vào tóc của mình, thì tóc của mình nó cũng được trẻ hóa ra. Tức là đang tóc bạc như vậy, nó phủ 100%, không còn có tí bạc nào luôn. Một là bác thích màu đen, là dành cho những người lớn tuổi đó, thì các bác mua cái hộp này. Đây, washing a black, tức là đen, đúng không ạ? Nhuộm đen, nhưng mà là dầu gội nha. Chứ còn chị em mà tầm tuổi như Hương đó, CMC hoặc là ít tuổi hơn, mà chúng mình thích thay đổi những cái màu tóc rất là tự nhiên, kiểu nâu nâu như Hương cái này đó, nơi nâu nâu ánh vàng nhẹ nhẹ này, thì mình chuyển qua cái này. Cái này là washing a color, tức là sao? Tức là phủ bạc đó và chuyển qua cái tông, nó là tông tự nhiên, màu lên rất là tự nhiên, phủ bạc sang đen và phủ bạc sang màu. Ok chưa ạ? Công dụng của nó là nuôi dưỡng cho tóc mình, không những chỉ là phủ bạc mà còn nuôi tóc, bởi vì nó có sâm. Nó phủ bạc 100% trên mái tóc của mình ngay từ lần gội đầu tiên, chứ không phải là gội vài lần mới lên. Gội lần đầu tiên nó đã phủ bạc rồi, 100% đi sạch sẽ những cái tóc bạc, trả lại chúng mình một cái mái tóc nó rất là đen, nó rất là mềm, nó rất là suôn giống như tóc của Hương. Cách dùng là như thế này: chúng ta để tóc khô nhá, chứ không có là để ướt đâu. Chúng ta để tóc khô, sau đó chúng ta thoa cái dầu gội lên, được chưa ạ? Đó, chúng ta gãi bóp bóp để tạo bọt, và mình đợi khoảng 15-20 phút rồi mình xả lại bằng nước sạch, mình sấy thế là xong. Nuôi dưỡng tận sâu vào chân tóc từ những cái thành phần là nhân sâm quý hiếm. Và ngoài nhân sâm ra thì nó còn có tinh dầu argan, nó còn có hà thủ ô rất là tốt cho tóc và kích thích mọc tóc nhanh nữa. Ngoài ra nó còn có linh chi, nó có collagen tươi nên tóc nó cứ bóng như thế này. Và đặc biệt là cái thành phần là tô mộc, ngũ bồn tử đều là những cái thành phần thảo dược thiên nhiên quý hiếm. Đó, dầu gội phủ bạc nhân sâm số 1 của Nhật Bản. Dầu gội phủ bạc nhân sâm số 1 của Nhật Bản. Một là phủ bạc sang đen là black, còn hai là color là phủ bạc sang màu. Ok chưa ạ? Không kích ứng vào da đầu,
không bị bám vào da tay và đặc biệt là gãi thoải mái, không kích ứng gì hết. Bởi vì cái này 100% nó là thiên nhiên. Càng gãi nó càng thẩm thấu, càng tốt cho da đầu và càng kích thích mỏng tóc hơn. Bởi vì nó có thành phần là nhân sâm, ngũ bồn tử, linh chi, hà thủ ô, collagen tươi, tinh dầu hoa ngạn, nó quá tốt cho cái da đầu của mình. Nó tốt cho cả cái sức khỏe bên trong chứ đừng có nói là cái da đầu của mình luôn. Thương hiệu tên là Shin He nha, dầu gội thảo dược nha. Được chưa ạ? Nhân sâm số 1 Nhật Bản. Nhuộm đẹp hơn salon. Không phải là nhuộm mà là gội đẹp hơn nhuộm ở salon. Ta phải nói là gội Shin He mà đẹp hơn nhuộm tóc tại salon. Giá tiền bằng 1/100 chúng ta đi nhuộm ở salon. Và không có mất nhiều thời gian, đúng không ạ? Xăng xe đi lại. Nhiều bà là bà cứ hay nhuộm chỗ quen đi, khi mất nửa tiếng hồ cả đi cả về, mất một tiếng rồi là tốn tiền xăng. Ra đến đó một lần nhuộm thì ít cũng phải vài trăm, đấy là gọi là nhẹ nhàng. Còn nếu chúng ta vào salon thì nó phải tiền triệu, đúng không ạ? Còn một hộp này giá rất là rẻ. Thôi thì nhân bởi vì đây là mình không bán hàng thì mình sẽ không chia sẻ về giá, đúng không ạ? Thế thì tốt nhất là các bác tự liên hệ, tự mua hàng giúp cho em. Tại vì cái này là em mua em dùng nên em chỉ chia sẻ lại như vậy thôi. Thì cái này là em hôm nay là múc luôn hai hộp, bởi vì tặng cho má em một hộp, má em cũng dùng theo em luôn. Đó, em dùng cái gì tốt là em cũng phải mua cho má em một hộp. Thì cái này làm color là dành cho em, thế còn cái black này dành cho má em nha. Đó, thì hôm nay là chia sẻ cho bác này. Đó, thương hiệu là Shin He nha. Dầu gội nha, nhân sâm số 1 Nhật Bản. Ok chưa? Phủ bạc nha. Phủ bạc sang đen và phủ bạc sang màu là tùy và cái mong muốn và cái nhu cầu của mỗi người. Đó, phủ bạc thì đương nhiên là ai cũng cần rồi. 30 tuổi đổ ra là có tóc bạc rồi. Nhiều người xấu máu nha, hai mấy tuổi có tóc bạc rồi. Thế thì cái này thì em mới nói là già trẻ lớn bé trai gái các cụ công các bà là đều có phù hợp được hết. Nên yên tâm một điều là giá rất là rẻ và mình có thể tự spa tóc tại nhà, không cần phải đi ra salon. Thì em cũng lại phải xin lỗi một lần nữa tới các tiệm tóc đó, không phải là em dìm hàng gì đâu. Cứ như mà nói thật, nếu mà có cái này thì chả ai người ta ra salon người ta đi nhuộm tóc nữa đâu, tại vì là nó quá là tiện rồi và nó quá là tốt rồi. Nó lại còn tốt cho cả da đầu vì nó có nhân sâm nữa. Ngoài ra còn bao nhiêu cái thành phần là thảo dược thiên nhiên nữa, thì các bác book ngay cả trương cho em nhá. Đấy, em xin nhắc lại này, và ngoài ra em còn phải nhấn mạnh cho bác này. Bác nhìn cái dấu đỏ đây không? Đấy, bác nhìn tem chống hàng giả, các bác check mã vạch thoải mái luôn, bởi vì đây nó hàng xịn sò, hàng công ty 100% nhá. Mình dùng mình cứ phải dùng hàng xịn chứ đừng có dùng hàng vớ vẩn. Hàng xịn đó, chất lượng là quốc tế Nhật Bản luôn. Thế nhưng mà giá tiền thì rất Việt Nam. Yên tâm, mua về sử dụng, được chưa? Đó, em đi quay phim, thế nên là nhiều khi nó không có thời gian mà đi ra tiệm mà ngồi vài tiếng để chờ đâu. Thế nên là cái này thôi, tốt nhất là tiện tại ra. Đó, cứ ngồi xong bóc bóc xoa xoa 15-20 phút xả là xong. Trời ơi, này, nhìn này. Trời ơi. Này, nhìn thấy không? Nhìn cái chân tóc không? Mọc quá trời luôn. Này, bác nào hói nha. Gội cái này nha, nó có hà thủ ô phúc bồn tử nha, kích thích mọc tóc luôn. Đấy, hôm nay em chia sẻ cho bác nha. Rồi, xin chúc các bác một ngày thật nhiều niềm vui nha. Và xin chúc các bác gọi là sớm gọi là tóc đen. Đó, rồi tóc nâu. Đó, thì tóc cũng có bị bạc, đúng không ạ? Để mà nó trẻ hóa, trẻ ra là nhiều tuổi. Để mỗi lần mà bạn bè, có người quen gặp lại và chỗ sao dạo này lại trẻ thế. Đấy là do cái mái tóc của mình nó xanh hơn nhiều đấy ạ.